Năm 2019, huyện Quỳnh Lưu được xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị Ủy ban Nhân dân huyện, thành, thị xã. Đây là kết quả do Hội đồng Thẩm định cấp tỉnh thực hiện dựa trên chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Nhân tôi thì lên đây cũng làm trên lĩnh vực đất đai. Thì về lên thì lấy số thứ tự rồi các cái ban ngành đặt đồng chí đấy rồi giải quyết nói chung nhanh gọn. Thứ hai là đầy đủ và đúng. Thế còn cái thái độ giữa người lên làm và giữa anh chị em đây thì nói chung là tốt thôi. Tất cả các nội dung mà nó đã được thực thi, được triển khai theo pháp luật thì nó đảm bảo tính công bằng. Cho là một dự án đấu thầu trên mạng thì tất cả mọi người đều quan tâm và đều được công khai công bằng với nhau trong quyền lựa chọn. Vấn đề quan trọng là các nhà mà quản lý thì phải nắm được cụ thể là việc triển khai như thế, nhưng quan trọng nhất là vẫn là thấy tính hiệu quả trong quá trình triển khai. Đứng ở top đầu khối sở, ngành cấp tỉnh về cải cách hành chính, nên Sở Giao thông Vận tải Nghệ An luôn là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng tin học vào hoạt động quản lý, xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc cải cách này đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời giảm thiểu thời gian giải quyết và hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ công chức. Đối với sở hiện nay có 117 cái bộ thủ tục hành chính, thì trong đó có cái trên 30 bộ thủ tục đã đạt được cấp độ 4. Thì trước tiên thì chúng tôi rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính để tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để vào trong cái giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cấp các thủ tục để áp dụng được từ cấp độ 3, cấp độ 4, hạn chế cái cấp độ 1, cấp độ 2. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công, tạo tính công khai, minh bạch, chính xác đang được Nghệ An thực hiện quyết liệt và có lộ trình. Và trước tiên là tỉnh bắt tay vào xây dựng chính quyền điện tử. Tôi nghĩ là khi mà ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, các cái trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động thì không có con người nào can thiệp vào cái sự cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp hết. Vì vậy chúng ta không thể sửa được. Mà nếu như thế thì nó phản ánh ngay lập tức là cán bộ nào, sở ngành nào nó còn tồn tại, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ uốn nắn điều chỉnh kịp thời. Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong phát triển kinh tế. Vì vậy, công tác cải cách hành chính công, cải cách môi trường đầu tư luôn được chú trọng và thực hiện quyết liệt. Trong đó có những chính sách ưu đãi và hấp dẫn để đón nhận các nhà đầu tư lớn, dự án động lực đến với tỉnh trong thời gian sớm nhất.